Mình tới khách sạn ở Cancun rồi nha anh chị. Hello. Đó, mình đang check in vô khách sạn đây. Dạ. Đâu em đem theo rồi, em không có để. Anh đừng mất công, có ít mà. Mình nói mấy chỗ mình thích tới ở chỗ ở. Vậy hả? Ủa hình như của Tí gửi phải không? Vậy ơ có lấy cái giấy chưa? Con kéo đi luôn. À đó, mình tới rồi đây anh chị ơi. Đẹp không? Khách sạn. Đây nè. Muốn con bỏ vô luôn cho rồi đi. Ơ lục lâu quá. Anh lục lâu quá. Đưa phòng chứ, anh không chờ lấy phòng đi đâu. Rồi đi ăn rồi hả? Vừa mới tới mà đòi đi ăn rồi hả? Phi phải ăn chứ. Phải vậy phải ăn phải không? Cắt lại tách qua hết nha. Rồi. Chờ lấy phòng số kế bên nhau hết. Vậy mới đu được chứ. Lấy xa quá rồi. Lớn quá. Phải cùng một bưu điên nữa. Thôi là khác bưu điên nữa. Bởi vậy. Cái này phải gọi xa xa xa. Chứ không anh được một cậu lọc ăn phải được. Thì đi coi. Chứ nó lại giấy cho anh Hậu. Thế anh lại lấy thằng giấy gì vậy? Ủa? Chụp chưa? Này của em. Chụp chưa? Chưa. Hả? Này của em. Không, cái phát qua chụp chưa? Rồi. Chụp chi? Cấp lại đó, đưa lại cấp lại để nó chụp lại. Mà sao chụp rồi? Ủa vậy giờ chị phát hết giấy rồi hả? Này con phát chưa có tờ giấy này với người kia không? Không, chị có rồi, em mới phải liên rồi đó. Đây giấy một cái. But there's one that have three people, so we make sure that we have the bag for all three of them. Để đưa cái đồ đó để mà đeo đó. Đây nha. Nhộn nhịp không anh chị? Đó, ai cũng bận rộn mới sợ bị lộn cái passport. Lớn quá hả? 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 Lớn phải không? Đang lại quá. She is with the girl? No. It's not that name. Let me see the name. Coi lại rõ ràng đi. Tên gì? Ngô bà bản gì đó. Ngô bản. Chị bản. Chị bản. Yes. Ngô. Ok. Anh này. Yeah. Này phòng với chị bản nè. Ờ, để lộn. Không có chị. Nó lại theo chị hồ chứ. Quen với Liêm nè. Nó đọc của Việt Nam hay đọc tiếng Mỹ? Chờ cái đó tí đi chị, sẽ để mất công rồi không có à, chỉ nữa. Nó Việt Nam hay đọc tiếng Mỹ sao nghe hiểu được? Bởi vậy. You want a sparkling wine? Huh? You want a sparkling wine? Oh, wine? Wine? Yes. Welcome drink. Yeah. Yes. Mm-hmm. How many are you total? 15 Let me see. Check order. Name wrong. Không biết là Kathy Hồ, cái đứng đầu. Chắc rồi. Chị bản coi đi.
Take it, please. This one for me. This one is correct. The last name T R U O N G. This is no. Không, nghĩ thì đúng cái tên chị chứ, nó copy rồi mà. Không, nhưng mà tên là tên của Happy Hồ đứng. Chị Vũ Dân Thành đó. Dạ. Để mình xin hỏi Giang tỷ. Đó, đó rồi, không, bây giờ nó phải. This, yes. This is Chung Jo, yeah. Okay, that's mine. This is mine. Cái bên nó trên là phải không? Cho mấy? Em đâu thấy em đâu. Đọc thôi. 8115. Của chị là 8115. Chưa, nó chưa đưa em. Của anh là mấy? Của anh rồi. Lấy bỏ Giang tỷ. Giang tỷ. This one. Yeah, this one. What's the room number? A115. Của em á. Của mình là 8109 thôi. 8110. 8110. Tám hai mười bốn là của anh Công. Đi con Hiêm. Nó biết động đất đó cho nên là nó cho vô chầm chút xíu. Không, này privacy. Này privacy chút. 8214. Trên lầu rồi hả? Trên lầu thì động đất. Động đất. Thông cảm. Để hỏi Văn Tỷ là số mấy? 82 trời thôi. Trời ơi, chết mò 82 rồi. Cái bên hai người. Kế bên. Cho hai người chung rồi. 16 ảnh 14 rồi 16. Đó là kế bên rồi. Kế bên. Chết. Sao chịu nổi. Kế bên đa phòng động đất sao chịu nổi. Cái này động thiệt đó nha. Tám hai một sáu nghe kế cái phòng động đất 8214 kế phòng chị còn do 82 ủa rồi cái này nó đưa mình chưa nè chị này chưa nè chập 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 chập